3 giờ rồi. Nãy giờ bé Hà đổ rồi, bà nội chưa có đổ nha cả nhà. Có, nãy là con đổ, con chứa thử tới con. Ờ. À. Có khi nào bỏ lộn, bỏ có hai con tôm không con? Nổi quá, nó lỡ quá trời. Thì từ từ thả chứ giờ có đồ đi nữa. Đâu lắm. Mới giờ, giờ mấy người mà chửi mình á, cháu mình nó mới cố gắng lên tới giờ này. Nó mới thấy chửi đựng chút kiếm. Đi cháu là rất là hiển diện luôn, cả nhà còn giúp bà nội. Bán riết là bỏ bữa trưa luôn. Ở dưới một xíu chiều nữa làm hết thầu nghe. Hỏi luôn, mua ba cái 90 cho được 100 hỏi hỏi. Nhiều khách ăn thịt tương, ba cao luôn. Chạy vô. Chạy vô. Bánh xèo mới đưa ra là bỏ vô cái dĩa cứng, dĩa cứng thằng tươi rồi cái nó nguội bớt rồi nó mới bỏ ra cái dĩa nhựa, cái dĩa mỏng á. Khi nào bỏ lộn bỏ có hai con không con? Một con này đang nặng là nó giật gì đó hả? Chú ý đằng sau nha. À, giờ là minh tinh của màn ảnh ha. Cái là hết cái phần đó rồi đó.
hết cái phần đổ sẵn này luôn. Đó, thấy hết rồi không hả anh? Hết nhanh lắm đó. Đếm sao đếm mà lộn là bù quá hả? Tới giờ đâm đổ không kịp rồi đó. Mất biết cũng ra tiền không à? Rồi, cái đó được rồi. Ba cái chảo như nhau luôn. Ôi. Cái luôn lên đường. Quá lẹ luôn. Đi rồi.
thì cô? Cô bán, dạ, trong bệnh viện quận 12, tốt chỗ hẻm 20 hết á. Tại vì ăn ở đây quen. À, cô có ăn ở đây rồi? Vâng, ăn hàng. Dạ, ăn hàng. Thế nên là cô mới đến lần đầu. Ăn hàng, tới mình ăn hàng. Dạ. Cô về ăn hàng. Hai mấy đứa thương quá ha. Sao em, cái này sẵn có em luôn chị hỏi. Em có biết chỗ nào cho từ thiện không chứ? Nóng quá sao mà đứng ngẩn ngơ mấy kìa con. Quá hả? Sai luôn rồi. Rồi xong rồi. Bà vô đồ ra đi con ơi. Kiệt đâu? Có bán chưa không chứ chú? nhanh nhẹn ha. Vậy nãy mà đổ 2-3 chảo luôn thì được rồi. Hồi nãy ngưng thấy cắt ngưng cái bây giờ là không kịp nữa rồi. Đổ cho thiệt nhanh chứ. Giờ chừng 3 giờ là đông quá trời luôn. Nó khen đều gái hả? giờ bà nội đổ thêm 2 cái chảo kia nữa đó. Ủa cái này được rồi đấy con. À. Đem vô cho hai anh rồi. À, biên chế thêm cái lá chuối. Không phát hiện là cái này hụt đó nha. Bởi vì đứng trong bếp lửa này cho nên là chập qua là đuối nè, nóng quá lớn cho nít thì chịu chiều dài là rất là giỏi luôn. Xếp kỹ quá gió bay á. Xếp đẹp đi chưa, đều phải không? Xếp dĩa đẹp phải không?
nãy giờ đứng mấy tiếng rồi đó, đứng đổ mấy tiếng rồi đó. Đứng giỏi ghê trời. Đứng một cái clip ở đây tiếng đồng hồ này đó mà để đứng đổ luôn. Đạt suốt luôn. Tại có động lực khác hẳn. Chứ ông quay dùng tấp cũng có động lực à. Rồi, một cái lên đường. Đi sớm xíu nữa là nhanh rồi đó. Thì khách ghé vô là mua một cái là hết luôn, cho nên là chờ hơi lâu. À, cũng không biết sao mà cái hai cái chảo kia vẫn đổ không được. Tới tưởng bữa nay mùng 1 thì ít người ăn, ra tới 3 giờ chiều là đông quá trời luôn. Chắc người ta tới ăn ủng hộ là tao về đó. Trâm Anh là nhiệm vụ là đưa tôm rồi thịt rồi lên. Đầu bếp kia phụ quỷ luôn làm hết rồi, thay ca rồi tới cô đó bốn cái. Này bà nội làm mới nhanh được không? Ta đi làm bán hiệu không sợ. Yeah.